Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với 500 Bros Studio trong khuôn khổ giải thi đấu IEM Katowice 2020. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thi đấu giữa các thành viên bên phía G2 cũng như là Mousesport mà thôi. Round thi đấu Pistol, và bây giờ thì các thành viên bên phía Mousesport có một tiểu Rushby rồi Nexa và Hunter mỗi người có cho mình một mạng. Chris J và Kerrigan sẽ làm gì trong tiểu này đây? Các thành viên bên phía team G2 vẫn còn Armadec ở trong bomb site. Kerrigan hạ gục đi được Armadec. Kerrigan có cho mình double kill và tiểu lại được đưa trở về 3v3 rồi. Và bây giờ chúng ta thấy lượng bom mìn trên người vị trí Zach và Nessa là khá nhiều. Và bên kia các thành viên Mousesport họ vẫn chưa được đặt bom trong round thi đấu này. Rob đang có góc đứng là hơi khó. Và liệu Nessa có tính bỏ chìm đâu? Thấy cái chỏm đầu của Rob rồi. Và bây giờ thì Kerrigan đã bắn vào City side. Nhưng mà Rob vẫn chưa thể làm gì được, thời gian vẫn còn lại rất nhiều. Dành cho bên phía team Mousesport đã có tính bắn nhau. Và lần này Rob đã đem về một mạng dành cho bên phía team Mousesport. Liệu vị Kenneth có muốn bỏ ra nữa hay không đây? Đang có tiếng spam và Kenneth hạ cùng Kagan đưa về tình huống về là 2v2. Và bây giờ thì Zach bắn là lỗi, nhưng mà Kenneth đó là cái double kill dành cho anh chàng rồi. Bây giờ sủi luôn đến từ vị của Rob 16 HP. Và chúng ta hãy cùng chờ xem Kenneth có kit Kenneth Pro Never Fake Flash được bước vào, nhưng sẽ là không kịp dành cho Mousesport đâu. Và Pistol Round đã thuộc về bên phía team G2. Tình huống Pro Never Fake luôn. Và Kenneth đã hack não thành công Ropes trong tình huống xử lý vừa rồi. 1-0 dành cho các thành viên bên phía team G2 Esports. Map thi đấu Inferno là map pick của Mousesport. Và thực sự đây cũng là map có thể nói rằng rất mạnh đến từ bên phía team Mouse. Một tình huống có lẽ như các thành viên bên phía team G2 Esports họ tham minh rất là tốt. Và Mousesport thì đã không có thêm một quả smoke nào được nhồi vào khu city cả. Hơi khó dành cho tình huống đó. Bây giờ thì các thành viên bên phía team Mousesport với cái lợi thế đặt được bom thành công thì họ quyết định đã lên cho mình khai khẩu AK đến từ chiếc Frozen và Rob rồi. Có một tướng đẩy lầu cả ba với G2 họ đang ở đây. Rob cần một tướng cẩn thận. Rob bây giờ nằm xuống thôi, đó tướng bắn tốt đến từ Kenneth. Và các thành viên bên phía team G2 vẫn còn một quả lửa trong tay của Armanek sẽ được trả ra sớm mà thôi. Armanek là người solo bom sẽ về lửa nó trả rồi. Sủi về thành công đến từ Armanek và có thêm mạng càng gần nữa cơ. Lợi thế người rất lớn rồi. Và các thành viên của bên phía team G2 Sport vẫn đang để cho một mình Armanek là người solo bom CB. Cần phải có một tiếng back về, nhưng Chris J sẽ cố gắng bắt đi một người nào đó. Chúng ta nhìn thấy rằng Jack cũng đang rất khôn ngoan, trả ra một quả lửa và Jack sẽ lùi về mà thôi. Với cái lợi thế người này thì G2 Sport không việc gì phải đẩy cả, chỉ cần giữ cho mình đội đi vào. Một quả flat búp ra để Chris J có thể pick người rồi. Chúng ta thấy rằng các thành viên G2 nấp rất kỹ. Và bây giờ thì bên phía team Mousesport 45 giây và quyết định của họ sẽ là gì đây? Lượng bom hiện tại vẫn đang còn là khá ổn. Và có vẻ như các thành viên bên phía team G Mousesport đang là một tình huống muốn trả smoke vào trong khu bom xe A rồi. Nhưng liệu mục đích thật sự của họ có phải bom xe A hay không? Lửa bắt đầu trả vào cockpit, nhưng mà Zach đang có góc đứng cực kỳ khôn ngoan. Góc đứng này sẽ không bị lửa đốt vào đâu. Và quả smoke khi bắt đầu tan đi sẽ là cơ hội dành G2. Nhưng trong bom xe thì Kenneth đem vào cái double kill cho mình rồi. Từ nay chỉ còn lại hai người mà thôi. Và Kenneth Frozen bắt đi Hunter. Và Frozen đem vào cái double kill cho mình. Kenneth triple kill không phải không có rồi. Và đó là cái triple kill dành cho Frozen. Đưa tình huống về là hai vết bom sẽ đạt thành công rồi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Các thành viên bên phía mong rất họ vẫn còn cơ hội tình này. Frozen đang bò qua trước mặt anh chàng đó là vị trí Nessa. Và bây giờ Nessa nằm xuống. Đó là quả ra kill dành cho Frozen. Armadec sẽ làm gì đây? Còn mình một quả flash không có kit, 45 HP đến từ vị trí Armadec. Đây sẽ là tình huống khó đến từ anh chàng thôi. G2 Esports liệu họ để thua ở round này không đây? Vị trí Armadec đang có tình huống di chuyển xuống. Armadec tạo tiếng rồi. Và bây giờ thì Usyk 20 HP. Usyk lộ vị trí. Và đó là cái mạng cuối cùng dành cho Usyk. Và đó là một round thi đấu mà vị trí của anh chàng đó là Frozen. Qua ra kill. Cái quái gì vậy? Frozen vừa phá qua đa kill ngay ở khởi đầu map thi đấu Inferno mà tôi không thể tin được. Một round thi đấu Fogby và các thành viên bên phía Mousesport đã làm được trong một tình huống 3v5. Tôi nên nhớ rằng đây là một tình huống 3v5 dành cho các thành viên bên phía team Mousesport. Không thể tin được cái tên Frozen. Và nếu như tình huống vừa rồi Nexa có bắt được người ở trong bomb site thì chúng ta chỉ thấy rằng Frozen cũng đã móc ngược về hầm, về khu vực lầu A rồi. Không có hướng di chuyển cho Nexa nữa. Một đều dành cho các thành viên bên phía team Mousesport. Và G2 lần này sẽ là người bị ép về thế yếu tiền. Cái việc mà để thua trong second round thậm chí nó còn tệ hơn là để thua trong pistol round. Nó cực kỳ tệ luôn.
Và chưa kể G2 họ đang có City Side. Đẩy ra không thể làm gì được khi đây Chris Jay và Frozen. Mỗi người có với một mạng rồi. Một round thi đấu G2 Esports họ chỉ có với những khẩu lục mà thôi. 3 bom xe B, 4 bom xe B mất đi cho mình hai người. Bên phía team G2 Esports bây giờ bách thêm cả rách về bom xe B nữa. Một tiếng đập lô luôn đến từ bên phía team G2. Và bom spot họ sẽ dễ dàng đem về ra thằng thứ hai cho mình. Tạch lô rồi. Đúng. Vậy là các thành viên bên phía team G2 sẽ phải thua trong round thi đấu tiếp theo mà thôi. Quá khó với các thành viên bên phía Mousesport. Thật sự thì Mousesport có lẽ họ đang là những người chiếm ưu thế hoàn toàn về mặt tinh thần, đặc biệt là sau match thi đấu đầu tiên và ngay cả sau cái round thi đấu thứ hai vừa rồi nữa. Tôi hiểu vấn đề luôn. 4 mạng đến từ Frozen trong một tình huống cứ tưởng rằng không còn đường di chuyển dành cho bên phía Mousesport nữa rồi. Có thể thấy rằng Mousesport rõ ràng vẫn đang giữ vững được cái phong độ của mình từ những cái giải thi đấu trước. Nên nhớ rằng 5 giải thi đấu gần đây Mousesport tham dự thì đó là cả 5 lần đều lọt vào trận chung kết tổng và chỉ để thua đúng duy nhất một lần mà thôi. Phải nói phong độ họ cực kỳ là cao. Và kể cả bước vào cái giải đấu của chúng ta đó là Katowice 2020 thì hiện tại Mousesport họ đang thể hiện khả năng lối bắn hủy diệt của mình. Và bây giờ có thể thấy rằng với hai round thắng cho mình thì các thành bên phía team Mousesport họ mới là những người vừa lên dẫn trước cờ, mặc dù để thua cho mình Piston round rồi nhưng đó không phải là vấn đề. 2-1 và bây giờ thì G2 sẽ có cho mình một round thi đấu eco. Nếu như các bạn để thua ở trong Piston round, sau đó fork bài ở lượt second round và tiếp tục để thua và eco trong round thi đấu tiếp theo thì ở cái round thi đấu thứ 3 các bạn sẽ có thể full bài một cách rất đầy đủ. Tuy nhiên với cái việc các bạn để thua ở second round bây giờ, đúng, G2 có eco đi nữa thì round thi đấu tiếp theo họ cũng sẽ được cộng có 2.400 tiền mà thôi. Và với cái lượng tiền như thế thì chỉ đủ lên một khẩu ốc không giáp và lượng bom nó sẽ là rất yếu. Đấy chính là lý do mà tại sao tôi lại bảo là thua ở trong cái second round nó còn tệ hơn là thua ở trong Piston round cực kỳ nhiều luôn. Bây giờ chúng ta thấy rằng các thành viên bên phía team G2 Esports đang để cho với kiểu Nessa cũng như là Manic là ngay bắn bom say B. Và các thành viên còn lại bên phía team Mousesport họ vẫn đang co đây là những khẩu AK. Thì cơ hội nào dành bên phía team G2 Esports đây? Cần có những đường bắn tay to đến từ bên phía team G2. Bắt đầu từ tanh lên rồi đi đầu là Quick J. Nhưng đây là một round thi đấu bên phía team G2 vẫn còn 3 bom xe A trong round thi đấu này. Gọi thêm cả Nessa vào đây nữa đó sẽ là 4 bom xe A luôn. Nhưng quả flash này có lẽ Quick J không nghe điều gì đó. Một quả flash ném thẳng Hunter, Hunter vẫn có một cái đầu. Nessa giạt ra có mạng Frozen rồi. Nhưng Cardigan và Husik mỗi người đem về cho mình một mạng. Tình huống đưa về đó là 3v3. Rồi thì hai khẩu súng tuy bên phía G2 chỉ nhặt lại được một khẩu Mark 10 mà thôi. Không phải là một khẩu AK. Và bây giờ thì Mousesport sẽ quay ngược lại khu vực bom xe B, nơi chỉ có một mình Amadek solo B với niềm tin. Đúng. Một khẩu USP không giáp. Vâng, thà cầm khẩu USP không giáp này thì thôi về sách một bom sai còn hơn chứ. Cầm khẩu USP không giáp tôi không biết rằng Amadek sẽ làm được gì. Từ từ đã, không nên khinh thường Amadek. Nhưng đằng nào thì cũng chết rồi. Chết rồi. Chúng ta thấy rằng một tình huống Amadek solo bom xe B với một khẩu USP. Bây giờ thì Jack cùng với Nessa có lẽ sẽ đi xếp súng mà thôi. Một khẩu Deagle trong tay của Jack và đây là một khẩu AK. Thêm một quả lửa và một cái giáp một nữa, nó sẽ là rất nhiều tiền Nessa. Và Nessa đang muốn làm điều gì đó. Có lẽ như là nếu mà sống hay chết thì round thi đấu sau bên phía team G2 vẫn có thể đủ tiền full buy. Thế nên là vị trí Nessa đang muốn bắt súng chăng? Mà Nessa bắn vào mồm rồi và Nessa nằm xuống thôi. Husik là người có mạng. Và bây giờ thì các thầy bên phía team Mousesport họ sẽ di chuyển về công city side. Có lẽ Jack sẽ không có bất cứ một mạng thi đấu nào ở đây đâu. Một vị trí có vẻ như là hở vai đến từ vị trí của Nexa thì phải. Đúng. Vâng, đứng ở chỗ có thể nói rằng khá là nguy hiểm. Ngay lập tức mất đi cái khẩu AK này rồi. Và các thành viên của bên phía team Mousesport sẽ có cho mình round thắng thứ 3 mà thôi. Nên nhớ rằng round thi đấu tiếp theo, nếu như G2 full buy thì lượng bom của họ sẽ là rất ít ỏi. Đáng nhẽ rằng Nexa nên quý trọng cái khẩu AK vừa rồi của mình hơn. Đây, chúng ta nhìn thấy rằng tình huống vừa rồi hở cái chân to đùng cơ. To quá, bắp chân to quá, chắc đi tập gym nhiều. Và đây, chúng ta thấy rằng round thi đấu này KDS đã quyết định lên cho mình một khẩu M4 và giáp 1 rồi. Các thành viên bên phía G2 Esports sẽ chú trọng về lượng bom mìn hơn là có ốp ở trong round thi đấu này. Cũng dễ hiểu thôi, khi map thi đấu Inferno là một map cần sử dụng rất nhiều bom, đặc biệt là trong khu vực Banana. Bộ đội bom xe B ở các thành viên bên phía G2 Esports sẽ là Nexa cũng như là Amadek. Trong khi đó là bên phía G2, đây sẽ là một round thi đấu mà họ bắn chắc hai bom sai riêng lập. Các thành viên của bên phía team G2 ở khu vực bom xe A, 3 người stack khu vực nhà đen rồi. Sẽ rất khó được có thể hướng backup về khu vực bom xe B.
Bây giờ một tình huống mà Cardigan đang người tanh lên đầu và bây giờ thì ôi sai tam minh, nhưng mà đây cũng chơi nằm xuống. Alex có mình không ạ? Alex nằm xuống ngay lập tức sau đó thôi. Bom CB giờ chỉ còn lại duyên Nessa đang ở city side và chúng ta hãy cùng cho em smoke vào rất chắc chắn đến từ màu spot. Một quả smoke nữa trả vào khu construction và tình huống này Rob nó có các đúng cực kỳ thông minh. Một mạng dành của Rob, không có mạng nào cả. Hunter mới lời kết thúc lên cái vị trí của Rob cơ, một thứ bắn lỗi đến từ anh chàng. Và bây giờ bên phía team Mousemat vẫn còn 3 người trong cục bom xe B, đang có tiếng bò trượt Frozen 1 HP nhưng vẫn có mình cái mạng của Nessa. Tình huống bây giờ Usyk là key player, Usyk không được chết, Usyk bắt buộc phải có mạng tình huống này. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Usyk có mình mạng hay không đây. Usyk nhìn thấy một người ở khu vực đầu chuối rồi. Và bây giờ thì Usyk, vâng, Usyk đang xoay. Chúng ta chờ đợi xem Usyk xoay đi đâu nào. Rất mong anh em thông cảm với những tình huống xoay clean fit thôi. Đây là lỗi do vấn đề về đường truyền. Vâng, tôi không biết rồi nữa. Và bây giờ thì Usyk chết chay rồi. Và chúng ta lại xoay tiếp. Khi mà tình huống bây giờ đó là 3v2. Frozen 1 HP, Quýt giấy 33 HP. Không còn bom mìn trên người thành viên màu spot nữa. Có lẽ sẽ là một đạo thắng dành cho G2. Có lẽ thôi. Rất mong anh em thông cảm thôi. Mình đang cố gắng hết sức để khắc phục vấn đề về đường truyền, nhưng quay trở lại Frozen và cũng đi là Hunter rồi. Cứ mỗi một mạng thì sẽ có một tiếng giật lag. Bây giờ thì chúng ta vừa thấy là một tình huống mà Frozen đã hạ gục được Hunter, đưa tình huống về đó là 2v2. Hãy cùng chờ xem là sau tình huống giật lag này ai sẽ là người đem về đó thắng đây. Và có vẻ như bên phía team Mousemat đem vào đó thắng thì phải. Thời gian đã không còn nữa. Và G2 họ quyết định là đi xem súng đến từ vị của Jack và Ken S thôi. Vâng. Rất bất ngờ. Vậy là đào thắng dành cho các thành viên bên phía team Mousemat rồi. Rất sorry anh em về những tình huống giật lag vừa rồi. Mong anh em thông cảm về vấn đề đường truyền. Dạo gần đây thì đường truyền của Việt Nam hơi... Đúng rồi, hơi bị xoay. Đâu cũng xoay cả. 4-1 sẽ là tỷ số hiện tại dành cho các thành viên bên phía team Mousemat. Khởi đầu có thể nói rằng khá là thuận lợi ở bên phía T-Side. Thực ra thì map thi đấu Inferno này đến hiện tại tôi nghĩ rằng đây là map thi đấu cân bằng nhất. Có lẽ là ngày xưa thì chúng ta nói đến Mirage, nhưng mà Mirage bây giờ sau khi có cái ghế thì rất nhiều sửa đổi, hơi một chút nghiêng về bên phía T-Side. Và bây giờ thì các thành viên bên phía team G2, chúng ta thi đấu có thể nói rằng vẫn còn vài khẩu M4, nhưng Usyk vừa bắt đi được Hunter rồi, lợi thế người từ rất sớm. Amrik đang muốn đẩy ra để làm một điều gì đó. Một quả nết được trả ra, đó là không đủ. 3 bom sai B ở trong tình huống này. Và bây giờ thì Kenneth đang có tình huống kê lại CD side. Đây là một round thi đấu quyết định là đập lô đến từ bên phía team G2 Esports. Nhưng liệu lần này lô có chúng hay không đây? Tanh ra rất nhanh chóng, đó là Quýt giấy. Nhưng mà sau đó thì Nessa đổi được một mạng rồi. Nessa nằm xuống thôi, Cardigan là người có mình mạng tình huống này. Kenneth có mình mạng của Usyk. Nhưng bây giờ thì bên phía team G2 họ đã mất một bom sai B 3v2. Không có kit trên người của Jack cũng Kenneth. Góc kê là quá đẹp với Cardigan. Và thôi xong rồi, Jack sẽ đi xếp súng mà thôi. 5-1 dành cho bên phía team Mousemat. Có thể thấy rằng các thành viên bên phía team Mousemat họ đã nghiên cứu đối thủ của mình rất kỹ. Có lẽ đây chính là lý do tại sao họ pick cho mình cái map thi đấu Inferno này. Nhìn qua những round thi đấu vừa rồi thôi, rõ ràng là Kerrigan đã có tiêu bắt bài các thành viên bên phía G2 của bom xe B. Chắc chắn là Mousemat đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ rồi. Và cuối cùng thì Ropes đã gục đi được các thành viên bên phía G2, không xếp được bất kỳ một khẩu súng nào cả. Nhưng round thi đấu tiếp theo sẽ là round thi đấu full buy đầy đủ. Và Kenneth sẽ lên cho mình khẩu AWP thôi. Và liệu khẩu AWP này có giúp các thành viên bên phía team G2 Esports đem về cho mình round thắng hay không đây? Khi chúng ta thấy là những cái round thi đấu gần đây, Usyk bắn rất tốt khẩu AWP trong tay. Và có những thủng bom CB cực kỳ là nhanh chóng đến từ bên phía team G2 nữa cơ. Mặc dù có thể thấy thời điểm ban đầu trong round thi đấu thì các thành viên G2 họ chuyển ra bom CB rất đông. Có những round thi đấu là 4 người, có những round thi đấu là 3 người luôn. Nhưng vẫn cứ là thủng đến từ bên phía team G2. Tình huống quá chạm. Usyk vẫn đang thể hiện rất xuất sắc với khẩu AWP của mình. Bây giờ thì các thành viên của bên phía team G2, Jack vẫn đang có chỉ số 003. Thật ra thì cũng không thể trách Jack được. Jack luôn là player vẫn nói rằng hy sinh rất nhiều dành cho các thành viên bên phía G2 Esports. Thường là những vị trí kiểu entry hay là những vị trí support. Quay trở lại với diễn biến chính của trận thi đấu này thôi. Một tiếng run boost, Kenneth. Vâng, Kenneth đã được run boost rồi, nhưng bây giờ Kenneth bắn trượt rồi. Frozen, vừa rồi như Frozen thì bắn qua vật tường dày quá. À không, có vẻ như một tiếng ăn nết trong vực chuối đến từ Frozen mà thôi. Luôn luôn là chủ động bỏ chuối đến từ các thành viên bên phía team G2 Esports. Mousemat họ chiến với cục chuối này.
Bây giờ với tình huống mà đã để mất đi khu vườn AN thì ngay lập tức Kenneth đã được thuyền chuyển về khu bom site B. Vậy là sẽ là 3 bom CB và 2 bom CA đến từ bên phía team G2. Và trong tình huống này thì người đang kê lại khu boiler chỉ có duy nhất vị trí của Jack mà thôi. Đang có thùng Hunter với khẩu M4 trên tay. Nhưng đây là một round thi đấu có thể bên phía team G2 họ cũng đã có rất nhiều bom mìn, có lẽ không được gì phải vội cả. Tuy nhiên thì họ chỉ có 2 người khu bom site B thôi. Sau rất nhiều round thi đấu đánh láo vào khu bom site B, G2 đã phải thêm một người nữa về bom site B để củng cố hàng phòng thủ rồi. Nhưng đây là một round thi đấu Mousesports chủ động thay đổi hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Không phải là một round thi đấu đánh láo nữa, đây là một round thi đấu chiếm map cơ bản. Top mid đã được clear bởi các thành viên bên phía team Mousesports. Nhưng lần này thì bộ đôi Kerrigan cũng như là Frozen đã có cho mình thông tin ở chuối rồi. Nhưng Kenneth là người có mạng của Kerrigan thành công. Lợi thế hơn người dành cho các thành viên bên phía G2 Esports. Và Mousesports lại một lần nữa áp sát rất gần rồi. Liên tiếp lẫn tiếng bò chay. Và bây giờ thì bên phía G2 có chuẩn bị cho điều này hay không đây? Chris J đang bò vào. Bây giờ thì Chris J nhìn thấy một người rồi. Chris J bắt đầu tanh vào. Flat rất trắng Chris J. Không được rồi. Jack là người hạ không được vị trí của Chris J. Rope bắt được Hunter. Và đó là double kill dành cho vị trí của Rope. Bom Saya lại thủng rồi. Có smoke hay không? Không, Mousesports đã hết smoke rồi. Bây giờ thì bên phía G2 có thể retake được. Và bây giờ thì Nessa vừa tung headshot để vị trí Rope đưa tình huống về, đó là 3v2, lợi thế là hơn người giành G2. Nhưng vì tình huống này thì Wuxic đưa tình huống về là cân bằng rồi. Và double kill giành Wuxic, và triple kill là chưa có. Và đưa tình huống về là 1v3 mà Nick còn cho mình, đó là cái kit cùng với một quả smoke nữa. Không vì gì phải vội cả, nhưng đây đó là vị trí Frozen không thể làm gì được rồi. Và round thắng thứ hai đã thuộc về các tên G2 Esports. Một pha bắn quá hảo đến từ cái tên Wuxic. Nhưng có vẻ như trong tình huống vừa rồi thì Wuxic cũng đã vô tình chắn cái tầm nhìn của Frozen. Đúng. Thì phải. Frozen vừa rồi rõ ràng đã kê boiler cho người đồng đội của mình. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy rằng cái vị trí vừa rồi của bộ đôi bên phía Mousesports cũng là khá hẹp. Trong khi đó thì Wuxic vẫn tội không tin vào mắt cái frag thứ hai nữa. Thật sự là quá tởm đến từ cái tên Wuxic. Tình huống này là Wuxic còn bắn trượt off cơ. À, Frozen lúc này lại đang di chuyển vào trong bom site rồi. Hơi đáng tiếc, nếu mà tình huống double pick thì tôi nghĩ Amanek sẽ nằm vào tình huống đó. Nhưng mà nói gì cũng phải nói là bên phía team G2 họ vừa đem về một round thắng thứ hai rồi. Nhưng mà lượng tiền vẫn đang còn lại rất nhiều trên người team Mousesports. Đây vẫn sẽ là một round thưởng full bài dành họ thôi. Kerrigan cùng với Chris J vừa ăn được một quả net thì phải. Nửa máu đến từ hai thành viên này và Kenneth có mạng Chris J ở khu vực trần lầu. Đưa tình huống về đó là 4v5. Chúng ta thấy rằng từ khi có cho mình khẩu AWP thì mọi thứ đã khác hẳn. Mousesports vừa rồi những round thiếu đầu tiên họ bỏ chay khá là nhiều. Tuy nhiên thì với khẩu AWP thì đó sẽ là một cái việc counter hoàn hảo cho chiến thuật bò chay. Chris J đã bị ả gục và bây giờ thì bên phía team G2 có vẻ như họ sẽ back về một đội hình default 3A và 2B mà thôi. Đúng vậy, họ cần phải chiếm cho mình đó là khu vực boiler cũng như là khu vực ách này. Kerrigan đã có tung check lại sau quả smoke. Nhưng mà các thành viên bên phía team G2 họ đã bắn rất sâu trong bom site A. Một người library. Và tình huống này liệu Kerrigan có tham minh chuẩn xác bò về khu city site hay không đây? Có lẽ là không đâu. Nhưng mà trong bom site A, một người trong lầu ở trong bom site thì có một người góc kề là rất đẹp dành cho Nessa. Và bây giờ Nessa sẽ có những cái đầu của Kerrigan. Và tình huống này thì Jack hạ của Grom mất đi cho mình hai người rồi. Bom site B thì Frozen có mình mạng của Amnick. Nhưng vẫn còn đó Kenneth, và Kenneth có mình mạng Frozen. Và chỉ còn lại giết Wuxic thôi. Wuxic sẽ đấu với Kenneth. Mà 1v1 trong bom site double kill. Chính xác hơn là một triple kill dành cho Kenneth trong round thi đấu này. Ba mạng dành cho cái tên Kenneth. Và Mousesports đã bị ép vào thế yếu tiền rồi. Có vẻ như Mousesports cần phải thay đổi một chút về lối chơi. Các thành viên bên phía G2 đã thích ứng được với nhịp độ hiện tại của trận thi đấu này. Và bây giờ thì Mousesports có lẽ sẽ là một round thi đấu eco mà thôi. Và có thể thấy rằng Mousesports vẫn mua đến từ vị trí của Mousesports. Phải nói là đây những khẩu CZ. Liệu tình huống mà rớt second mid vào bom site A hay không đây? Nên có một tính cẩn thận đi kết. Nhưng mà Hunter đã có đẩy check cho cái đồng đội của mình rồi. Kerrigan đã nằm lửa đường về đến từ bên phía team Mousesports. Và bây giờ thì Kenneth vẫn đang phải hâu lại nhưng tạm thời là không nguy hiểm dành cho vị trí Kenneth. Lùi về thành công. Mousesports đã có rất nhiều tài nguyên trong tình huống rush khu vực second mid vừa rồi. Tuy nhiên thì họ không được điều gì quá lợi lộc cả. Và bây giờ thì bên phía team G2 Esports, Amalek vẫn đang là người solo B. Với quả smoke trả ra này thì G2, Amalek sẽ câu được rất nhiều thời gian. Hai người đang back về rồi. Chris J bò đi đâu đây? Chris J ơi. Tỷ số có vẻ như sẽ là 4-5 dành cho bên phía G2 thôi. Bộ ba còn lại bên phía Mousesports quá khó để có thể tanh vào trong cục bom site B trong tình huống này.
Chính xác, bom mìn đã là không còn đến từ về màu spot và quyết định đó là bò chay thôi. Frozen là người đi đầu, Rope cũng đang ở đây. Đấy sẽ là một tình huống của thành viên về màu rất có thể là đuổi không đây. Góc kê là rất đẹp đến từ Rope, nhưng mà vẫn chưa có một tình huống nhói lên nào đến từ Hunter cả. Và nếu tên nằm, nhưng bây giờ thì Rope có mình cái double kill rồi. À đây trong bóng ra, Alex sẽ nằm tình huống này thôi. Và bây giờ đó là cái triple kill dành cho vị trí của Rope. Và liệu Rope làm đấy không đây? Sẽ cần một tình huống A hoặc là một tình huống clutch. Và chúng ta hãy cùng được xem hai thành viên bên phía team G2 họ là gì sai. Và bây giờ thì bắn AFP không chính xác thì cũng sủi luôn đến từ Kennyed. Một pha bắn trượt ốp đến từ cái tên Kennyed. Rope biết được vị trí của Kennyed rồi. Nhưng Jack đang ở đâu đây? Rope liệu có đoán được hay không? Hai player bên phía G2 Sport đều di chuyển cùng nhau từ khu vực City về. Rope quyết định đứng cường ở khu vực BBQ luôn. Và bây giờ thì Rope, Rope sẽ nhìn thấy bóng trước. Và bây giờ thì Kennyed là người bắn tốt hơn. Tỷ số sẽ là 4-5 dành cho các thành viên bên phía team G2 Esports. Quá căng thẳng trong round thi đấu vừa rồi. Một tình huống Rope đã rất cố gắng rồi, nhưng mà bên phía team G2 họ vẫn còn những hai thành viên nữa cơ. Chưa kể là quyết định đã retake cùng nhau nữa. Không có một tình huống one by one nào dành cho Rope cả. Ở đây chúng ta xem lại pha highlight đến từ team Rope. Có cho mình đó là ba mạng ở trong vụ bóng xoay bên này. Rất may mắn tình huống vừa rồi, trước khi nằm xuống bởi Rope thì Amadek vẫn kịp đổi được một mạng để đưa tình huống về là 1v2. Ngay lập tức có vẻ như là một quyền timeout dành cho các thành viên bên phía Mousesport rồi. Nên nhớ round thi đấu vừa rồi là một round thi đấu fork buy dành cho bên phía Mousesport. Một quyết định khá là liều lĩnh. Và bây giờ thì với việc đặt được bom này, họ có muốn fork buy nữa hay không đây? Nhưng với khoảng 3.000 tiền này tôi nghĩ rằng chỉ là một round thi đấu lên cho mình những khẩu lục như kiểu Deagle mà thôi. Hoặc là Eco trắng luôn. Tại vì các thành viên còn lại về Mousesport không phải là quá nhiều tiền dành cho mình. Nhưng mà Rope cùng với Rocket Say sẽ có thể rope những người đồng đội mình. Và đây là tactic 5 khẩu Deagle đến từ bên phía team Mousesport. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Không, Quizzay sẽ là một khẩu CZ. Anh chàng sẽ đi cùng với bom xe B, bom xe A đây. Tôi phải nói là các Mousesport họ có những thứ bắn tay to cực kỳ với khẩu súng này. Deagle trên tay của Mousesport rất đáng sợ. Tuy nhiên Kerrigan đang là người đi đầu cùng chuối. Và giờ thì Kerrigan phát hiện ra một người rồi. Kerrigan và flick. Cái gì này? Tôi không hiểu cái gì mà xảy ra. Em bot rồi đó. Thủ em bot luôn đến từ Kerrigan. Deagle Clan Kerrigan. Ok, có hay gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi đang định bảo rằng Kerrigan có lẽ là người chúng ta nói rằng không nên lo ngại nhất với khẩu Deagle trên tay trong Mousesport. Nhưng Kerrigan nói không với một tình huống mù trắng xóa hai mồm. Và là tất tổ đọc đến từ vị trí của Kerrigan. Ôi trời ơi, tôi không thể tin được. Nhưng bây giờ thì bên phía team G2 Esports, Hunter và Jack đã kéo rao thi đấu này ngược lại về cho họ rồi. Tình huống lại được đưa trở về là 2v2. Và liệu Mousesport có để vụt mất cái rao thi đấu này hay không đây? Và trước hết chúng ta đến với màn quay Lion Fit một chút đã, khi tình huống này đang là 2v2. Hunter và Jack vừa có mình một mạng, nhưng mà hiện tại có thể thấy là một khẩu M4 trong tay của Frozen. Rope vẫn đang ở đây. Và bây giờ thì chúng ta thấy là bên phía team Mousesport họ đang có tiếng đặt bom thành công rồi. Smoke vẫn còn đây, liệu Hunter có một tiếng đẩy hay không đây? Có lẽ sẽ vẫn là khó dành về phía Mousesport. Họ cần một tiếng đợi quả smoke phải tan đi thôi. Bắt đầu tình huống di chuyển cả hai người giao contraction. Và bây giờ thì sao? G2 Esports sẽ làm gì đây? Jack và Hunter rất khó chịu với những tiếng giật lag. Nhưng bây giờ thì Hunter bắt đi được Frozen rồi. Ropes đang là khẩu ốp kế trước. Và lại là một tình huống 1v2 dành cho vị trí của Ropes. Nhưng đây là một khẩu AFP. Ropes bắn yếu đi được một phương mà thôi. Và thôi xong rồi. Nhìn chắc qua tình huống này thì có lẽ là Ropes sẽ nằm xuống mà thôi. Rất đáng tiếc, Ropes vẫn hạ gục đi được Jack. Một round thi đấu mà các thành viên bên phía Mousesport đã có cho mình quá nhiều lợi thế rồi. Một pha thi đấu mà G2 chắc chắn họ phải thoát team. Inhuman reaction chắc chắn rồi. Một tình huống mà tôi không hiểu sao hai viên Deagle ấy đều vào mặt được nhỉ. Tôi không hiểu luôn. Mà có ăn flash cơ. Quá là ảo. Đây chúng ta hãy cùng xem lại nào. Đây, một tình huống thật sự là tất thờ đó. Có nghĩa là thành viên thứ nhất bên phía team G2 Esports đã bị phát hiện vị trí rồi. Đó là Amanek. Nhưng cái người đằng sau, đằng sau chết trước. Bắn gà được vịt. Đây là một tình huống bắn gà được vịt. Thật sự quá ảo đến từ cái tên Kerrigan. Và có thể nói rằng Turtle Dog không thể tin được. Và bây giờ thì bên phía team G2 Esports vẫn là một round thắng trong round thi đấu vừa rồi. Có thể nói rằng khá là bất ngờ. Và có thể thấy rằng bên phía team G2 Esports họ đã săn bằng tỷ số với các thành viên về Mousesport rồi. Và đây sẽ là một round full buy dành Mousesport thôi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem bom CB vẫn có, đó là cặp đôi Nessa cùng với đó là Amanek. Lửa trả rất nhiều, thêm cả nết được nhồi vào nữa. Mất rất nhiều máu, đó là vì Frozen 38 HP. Và Frozen có lẽ ở trong tình huống này bắt đầu biết rén rồi. Không muốn bò lên nữa đâu. Cả
các thành viên của bên phía Mouse. Frozen sẽ là người bài tờ của bom xe B mà thôi. Trong khi đó bên phía G2 vẫn là chiến thuật ba người cương boiler. Với khoảng tham minh này thì họ sẽ lùi về. Kerrigan cũng chỉ còn cho mình nửa máu. Các thành viên bên phía team Mousesport đang muốn đẩy lên để chiếm lại khu vực middle. Thời gian 1 phút. Hiện tại thì Mousesport mới chỉ có được cho mình mỗi khu vực banana mà thôi. Bây giờ bắt buộc phải đẩy lên rồi. Một lửa mid nối và sau đó thì họ sẽ tăng tăng vào. Các thành viên của bên phía G2 đã lùi về rồi. Kenneth đang là người giữa một khu vực Axe. Bây giờ thì Kenneth bắn trượt rồi. Cần phải xử đến từ vị trí của Kenneth. Tiếp tục là một tiếng bắn trượt nữa đến từ cái tên Kenneth. Jack vừa bắt được Kerrigan thành công. Lợi thế hơn người dành cho các thành viên bên phía team G2. Và bây giờ thì Mousesport sẽ làm gì đây? Kenneth đã có mình một tình huống bắn trượt off nhưng không sao cả. Hunter trong bom xe đã đổi được một mạng. Nhưng mà đối thủ có lẽ là giật mình đến từ Hunter chẳng. Kenneth bị kéo máu và Frozen đang là người bò trườn bom xe B một mình. Có thêm cả hai người đồng đội nữa. Và đây sẽ là tấm vào bom xe B thôi nhưng mà đấy có mình một cái đầu Frozen rồi. Hiện tại là Quizzay có mình mạng Nessa đấy. Nhưng có thể thấy là Quizzay yếu máu. Usyk chỉ còn lại nửa máu mà thôi. Vẫn còn là Amrik. Amrik đã có một góc đứng đẹp và bây giờ thì di chuyển lỗi đến từ Usyk. Phải nói là không thể làm gì được khi mà các bên phía team G2 vẫn còn nói cái tên Amrik trong bom xe B. Tình huống vừa rồi thật sự là khó cho bộ đội bên phía team Mousesport. Thì thời gian quá cận kề rồi. Còn với Hunter vừa rồi tôi không hiểu Hunter thì làm mình sao. Hunter lắc tâm đằng sau bắn luôn. Có lẽ đâu tôi muốn giật mình đến Hunter. Bắn một người bắn luôn. Bắn người thứ hai luôn nhá. Ông nào cũng bắn luôn. Thế cho nó cẩn thận. Hunter vừa rồi có vẻ như là tay nhanh hơn não. Nhưng dẫu sao thì bên phía team G2 vẫn đem về cho mình round thắng. Tôi đang bắt đầu thấy cái giạp xiếc G2 nó trở lại rồi hay sao ấy. Có lẽ là chúng ta thấy là thời điểm ban đầu chưa lộ nhưng mà bản chất của họ vẫn là một giạp xiếc chăng. Vâng, nói vui thế thôi. Quay trở lại với diễn biến chính của trận thi đấu này. Các thành viên bên phía G2 Esports khiến mọi người cảm thấy rất căng thẳng ở khu vực banana. Tạm thời thì Mousesport sẽ có cho mình kiểm soát khu vực chuối này rồi. G2 đây là một round thi đấu mà họ đã có cho mình hai khẩu AWP, một khẩu ốp của Amadek ở khu vực bom xe B. Kenneth sẽ là người giữ ốp ở khu vực mid nhà đen mà thôi. Và bây giờ thì bên phía Mousesport dồn cả 4 người về khu vực chuối luôn. Liệu đây có một tình huống vào bom xe B luôn hay không đây? Cái lượng bom mìn này có lẽ chỉ để dùng cho một bom xe duy nhất đến từ bên Mousesport thôi. Và họ quyết định đó sẽ là vào bom xe B. Smoke được trả ra rồi. Amrik trước đó có 7 AFP trượt. Và đứng trên lửa bắn nhau với chiếc hoàng Nessa. Ừ, không có đâu. Amrik cũng có mình mạo Frozen nữa đưa tình huống về đó 5v3. Các thành viên bên Mousesport họ đã phải hậu lại đây. Nhưng Rob lại góc đứng quen thuộc dành cho mình. Và liệu này Rob có phải nằm hay không đây? Đang có tình huống check side B một mình đến từ Rob. Bây giờ thì Rob nằm xuống rồi. Nessa đem cái double kill cho mình. Sẽ là khó dành hai thành viên còn lại bên phía Mousesport. Nhưng mà bom xe A chỉ có duy nhất Jack ở khu boiler. Và liệu Jack có giữ được bom xe A hay không đây? Tất cả phụ thuộc vào anh chàng này. Một pha di chuyển rất hay đến từ cái tên Jack. Jack nghe thấy người trên lầu rồi. Bây giờ thì Wosik lại bò vào hơi hơi anh một chút. Tôi tưởng đã là một pha di chuyển hay. Nhưng Jack vừa rồi đáng lẽ nên kề lên khu vực mid thì hơn. KDS bắt đi được Wosik. Và cuối cùng thì Hunter hạ cục Chris J thành công. Lại là một ra thắng nữa dành cho các thành viên bên phía team G2 Esports. Và cái kịch bản này nó khá là giống với map thi đấu đầu tiên thì phải. Chúng ta thấy hơi quen. Nhưng mà trận thi đấu này nó căng thẳng hơn. Ăn miếng trả miếng đến từ cả hai team. Chúng ta có kiểu cái kịch bản giống map thi đấu đầu tiên. Xong map thi đấu thứ hai lại một pha comeback nữa thì cũng chịu. Chịu thật. Và vừa xong ta thấy một tình huống vị trí của Amanek. Spam qua Smoke chết đi một thành viên bên phía team Mousesports. Ở trong round thi đấu này thì lại là một tình huống mà phải phóng bay cho mình rồi. Mousesport chỉ có một khẩu lục thôi. Hunter biết rồi, Hunter đẩy luôn. Và có ngay mình cái đầu Quizzay. Kenneth sau đó cũng có một mạng Kerrigan. Sẽ là khó dành Mousesport tình huống này thôi. Kerrigan đã nằm. Có lẽ sẽ không có tình huống Inhuman Reaction nữa đâu. Bên phía của G2 vẫn đang là một đội default. Frozen cố gắng bỏ chạy pick người. Wosik đổi được một mạng của Nexa. Nhưng chỉ còn lại một mình cái tên Rose mà thôi. Và rồi Rob làm gì đây? Quả smoke đã được trả ra rồi. Rob không thể đẩy qua được. Chắc chắn đây sẽ là thứ 8 dành cho các thành viên bên phía G2 Esports. Amdek đẩy ra và có cho mình cái đầu của Rob rồi. 8-5 dành cho bên phía G2. Khá là bất ngờ sau một tình huống mà Mousesport đã có cho mình 5 ra thắng thông. Và bây giờ thì G2 có cho mình đến tận 7 ra thắng thông. Kịch bản rất là giống với map thi đấu đầu tiên luôn. Và nên nhớ rằng đây là map pick của bên phía team Mousesport. Và Mousesport họ sẽ không bản city side như là G2 đâu. Vâng, city side, city side map thi đấu Inferno nó cũng rất khác biệt với city side của map thi đấu đất 2. Đặc biệt các thành viên bên phía Mousesport. Nếu như sang bên city side thì nghĩ rằng G2 cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng quay trở lại với round thi đấu này trước mắt đã. Jack đã bị bắn yếu rồi.
các thành viên của bên phía G2. Đây là một round đấu mà họ dùng 3 người khu vực chuối đoạn đầu để có thể chiếm được banana. Thêm một quả lửa được nhồi ra đến các thành viên bên phía Mousesport. Và G2 vẫn chưa thể đẩy lên được. Trong khi đó thì Kennedy vừa bắt được Chris J ở khu vực second mid rồi. Có vẻ đó là một chuyến đẩy khu vực phòng sáng đến từ Kennedy. Bây giờ với cái lợi thế hơn người này thì anh chàng đó là Hunter quyết định sẽ di chuyển về Bombsite A thôi. Đây sẽ là round thi đấu mà vị trí này G2 Esports sẽ để cho Amadic là người được bút lên. Nhưng có lẽ là Amadic là người yêu máu hơn lại được bút lên. Ừ, hơi bất hợp lý nha. Nhưng gọi thêm cả Kennedy về thì nó sẽ là hợp lý lúc này. Thôi Amadic nằm xuống rồi. Cardigan là cứu mạng. Bây giờ tiếp tục là tanh lên đến từ cái thành bên phía team Mousesport. Và bây giờ thì Nessa sẽ có mấy mạng đây. Một mạng là chưa có. Nét được nhồi thêm vào nữa. Nessa đang mủ. Nessa có một mạng rồi không? Đó là mạng của Kennedy. Và bây giờ thì Nessa vẫn còn sống. Bắn 12 con Jackson đến từ bên phía G2. Cardigan bò vào rồi. Tình huống đưa về đó 3v3. Sirbox City đã tan. Nhưng bom vẫn chưa đặt đến từ bên phía team Mousesport. Vẫn đang chỉ là những tình huống kê lại mà thôi. Hết đồ đến từ các thành viên bên phía Mousesport rồi. Có một quả smoke construct đây rồi. Quả smoke rất quan trọng đã khiến cho các thành viên Mousesport có thể đặt bom. Nhưng ngay lập tức KDS hạ khung đi được Cardigan rồi. Pha đặt tầm quá chuẩn xác đến từ KDS. Frozen nhìn thấy Hunter. Và đó là một viên vào mồm rất nhanh đến từ vị trí của Frozen. 2v2 rất căng thẳng. Các thành viên bên phía G2 Spot, Jack vẫn còn một quả lửa, một flash trả vào, quả lửa check góc tối, một flash rất mù. Nhưng bây giờ thì Jack hạ không được Frozen rồi. Rob 1v1, liệu Rob có làm được hay không đây? Vâng, Rob đáng nhá và Rob không được rồi. Và đó sẽ là thứ 9 dành cho các thành viên bên phía G2. Đó tình huống có lẽ Rob không nên quá cố nhá không City Side như vậy. Khi mà Kennedy, đây là mạo đồ Inferno, Kennedy đã bắn khá là bay rồi. Liên tục có những phạm phật bích và sau đó đem về một round thắng tiếp theo dành cho bên phía team G2. 9 round thắng dành họ lượt thi đấu first half này. Và có lẽ chúng ta sẽ bước vào cái round thi đấu cuối cùng lượt thi đấu first half thôi. Rất căng thẳng. Ở trận thi đấu này thì những round thắng của các thành viên bên phía G2 diễn ra chật vật hơn rất nhiều. Có thể thấy rằng đây là một trận thi đấu căng kèo hơn so với mát thi đấu đầu tiên. Trong khi đó thì Kennedy đang có một phong độ rất ổn định. 16 năm đang là chỉ số frag hiện tại. Không chính xác là 17 năm thì phải. Đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại cái pha bắn xuyên smoke. Chỉ số có thể nói rằng khá là xuất sắc đến từ cái tên Kennedy. Thắng liên tục. 8 round thi đấu dành với G2. Và bây giờ thì bên phía team Mousesport. Round thi đấu cuối cùng của lượt first half. Hai team sẽ có thể full buy một cách đầy đủ mà thôi. Lần này thì Mousesport quyết định di chuyển cả 4 người ở khu vực second mid ra đoạn đầu rồi. Banana sẽ nhường lại dành cho các thành viên G2. Bây giờ thì Mousesport phi thẳng lên trên mid luôn. Nhưng Jack là người có mạng của Frozen rồi. Hunter kết thúc điểm KJ. Double kill, triple kill. Pha bắn quá hảo đến từ cái Hunter. Và một lần nữa người sống sót cuối cùng bên phía mau là Rob. Khó thành Rob, Rob đã yếu máu rồi. Và cuối cùng là một round thắng dành bên phía team G2 thôi. Vậy là kết thúc lượt thắng first half này thì G2 họ đang dẫn trước với tỷ số đó là 10 năm. Map từ đó Inferno. Và hiện tại chúng ta vẫn chưa điều gì phải lo cả. Second half sẽ là CDSide dành bên phía team Mousesport thôi.
ta sẽ cùng quay chuẩn bị quay trở lại ngay với lượt thi đấu second half. Và tôi vẫn đây trên màn hình, chúng ta thấy rằng Kenneth đang có một trận thi đấu khá là bay. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã biết được cái diễn biến ở mát thi đấu đầu tiên rồi, cũng là như vậy, Kenneth trên cơ Wusik. Sang với lượt second half thì Wusik chắc đào hoàn toàn Kenneth. Chưa nói được bất cứ điều gì cả, và chưa kể đây còn là map pick của thành viên với team Mousebot nữa cơ. Seaside sẽ thuộc về họ cho lượt thi đấu second half này, và chúng ta hãy cùng chờ xem ở round thi đấu Piston round chiến thắng sẽ thuộc về ai đây. Một round thi đấu Piston có lẽ cũng sẽ là rất quan trọng dành cho các thành viên bên phía team Mousebot. Và bây giờ thì G2 lối lên bom vẫn là quen thuộc rồi thôi. Nexa cũng như là Hunter sẽ là những người lên bom, một khẩu P250 dành riêng cho vị trí của Nexa luôn. Trong khi đó bên phía team Mousebot quyết định up 5 cái giáp 1, không bom, không kit. Khá là bất ngờ trong map thi đấu Inferno này. Và bên này thì Robs, Robs là người solo bom sai bên, nhưng nên nhớ đây là một round thi đấu không có bom. Và Robs làm thế nào để câu giờ đây? Vlad trả vào rồi, Robs sẽ chết chay trong khu bom sai bề. Và các thành viên Mousebot không có cơ hội retake, chắc chắn là như vậy. Chúng ta thấy là một tình huống mà mặc dù Robs ăn trong ngủ quả Vlad, nhưng mà bên phía team Mousebot họ vẫn quyết định đó là stack ở bom xe A. Không có bất cứ tình huống backup về nào cả. Và bây giờ thì các thành viên bên phía team Mousebot họ đi xếp súng cùng nhau thôi. 4 khẩu lục và 4 cái giáp 1. Ra thi đấu khá là bất ngờ. Thường thì các top team thế giới sẽ để cho người bom B lên bom, ít ra cũng phải một quả smoke để có thể câu thêm thời gian. Tuy nhiên vừa rồi cũng là thi đấu mà Mousebot quyết định bắt low luôn. Chúng ta thấy rằng các thành viên G2 rất quyết đoán, ra sẵn 5 người khu vực bom CB. Và bây giờ thì 4 player còn lại bên phía Mousebot cố gắng xếp cho mình cái giáp 1. Vào thời điểm tiếp theo thì khả năng cao Mousebot sẽ fork bài mà thôi. Và chúng ta thấy là với cái khởi đầu ở cái round đấu Piston round lượt thi đấu second half này, lợi thế thuộc về G2. Và nếu G2 vẫn tiếp tục giữ cho mình cái phong độ này, tôi nghĩ rằng G2 có thể làm được cho map thi đấu Inferno để đến với map thứ 3 trong trận đấu BO3 ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng chờ xem nào. Một round thi đấu mà quyết định đó là Wusik lên cho mình khẩu sơ cao. Và các thành viên còn lại đó là những khẩu súng Deagle rồi. Bom mình cũng là có, đây là một tình huống up luôn đến từ bên phía team Mousebot. Hãy cùng chờ xem khi mà bên kia G2 Esports đang có mình rifle đến từ những Kenneth và Hunter, và các thành viên còn lại sẽ là những khẩu Mark 10 thôi. Di chuyển rất đông người ở khu vực second mid dành cho các thành viên bên phía G2. Wusik, Wusik đã lùi về rồi, nhưng ngay lập tức thì Jack bắt được Chris J. Giờ thì Wusik không thể cương ở khu vực top mid nữa. Bom Saya của Mousebot chỉ còn lại 2 người mà thôi. G2 nếu như thắng được tiếp cái second round này thì họ sẽ có thể vươn lên đến tận 13 năm, và không biết rằng có phải một tiếng big map cho nhau hay không nữa. Chưa thể nói được điều gì cả. Và bây giờ thì Rob đang trốn vào smoke, và Rob vả mồm thành công với những của Jack rồi. Đưa tiểu huống về, đó là 4 vét 4 thôi. Vẫn có hai thành viên đợi bên phía G2 đang ở trên khu lầu A. Và bây giờ thì Hunter sẽ là người đi đầu nhặt lại quả smoke từ người đồng đội của mình rồi. Vẫn có lẽ là một quyết định đánh vào bom xe đến từ bên phía team G2 hay chăng? Giờ đi bên phía team G2. Thành viên G2 có vẻ sẽ căng thẳng vào trong cuộc bom xe A rồi, quyết định nhảy lầu, nhưng Wusik cả không đi được Hunter. Bây giờ thì Mousebot cần phải back về, Nexa kết thúc việc group rồi. Wusik làm thế nào để sinh tồn được đây, và chắc chắn là không thể. Tỷ số có lẽ sẽ là 12 năm dành cho bên phía G2 mà thôi. Retake như thế nào khi bộ đôi của bên phía team Mousebot không hề có kit? Chỉ là những khẩu súng Deagle và những lượng bom mìn trên tay. Có lẽ là nên đi save luôn sống cho mình đến từ cả hai thành viên bên phía team Mousebot thôi. Nhưng mà dẫu có save hay không thì round thi đấu sau vẫn sẽ làm ra cái Nico đến từ bên phía team Mousebot. Và lúc đó sẽ là các thành viên bên phía team G2 Esports có thể vươn lên dẫn trước cho mình ở trong map thi đấu Inferno này. Kerrigan nhặt lại cho mình được khẩu UMP45 rồi. Sẽ có thể drop cho một người đồng đội một khẩu Deagle trong round thi đấu tiếp theo. Và chúng ta cũng đều biết những khẩu Deagle trên tay của các thành viên Mousebot nó đáng sợ đến như thế nào. Tỷ số sẽ là 12 năm mà thôi. Tuy nhiên thì Mousebot hoàn toàn cơ hội comeback. Mát thi đấu trước thì chúng ta cũng đã nhìn thấy tận 12-3 mà còn comeback được. Đúng. Thì mát thi đấu này 12 năm hay 13 năm tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ không khác biệt là mấy. Nhưng cái vấn đề là bên phía team Mousebot họ cần một round thi đấu full buy. Nhưng mà lượng tiền ở trong round thi đấu ấy nó là không thể dành cho Mousebot rồi. Và liệu họ có làm được không đây? Sẽ là những khẩu Eagle nữa. Mousebot một tình huống mà Rope chỉ đổi được một mạng trên lầu A mà thôi. Và tanh vào trong bom site thì đó là mạng dành cho Nessa và Kenneth. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là bên phía team Mousebot Cardigan quyết định lên cho mình đó là khẩu U1V45.
quyết định đẩy mid luôn đến từ Karagon. Và bây giờ thì Nessa liệu có nằm tình huống này, có lẽ sẽ là nằm không. Đó thì Nessa quay lại bắn thẳng vào mặt của Karagon với khẩu mắc mở trong tay. Và bây giờ đây là một khẩu rớt đến tay nhà Wusik, và Wusik đang căn tâm mình. Nhưng mà đây là hai thành viên của G2 rớt không thể làm gì được. Và chính xác hơn là Wusik chết chay rồi. Rops cũng đã bị phát hiện rồi. Rops vẫn kịp quay vào mồm của Jack. Một pha bắn có thể nói rằng phản xạ cực kỳ nhanh từ cái Rops. Frozen hạ cũng được Armadex rồi. Các thành viên bên phía team G2 có muốn quay ngược với bom CB không đây? Khi hai player của Supercell cuối cùng ở Masport đều đang ở trong bom A, lửa trả vào rất nhiều. Frozen chỉ có chừng 11 HP mà thôi. Trong khi đó player khỏe máu nhất Chris J chỉ trả là một khẩu USP không giáp. Làm thế nào để có cơ hội dành cho bộ đôi bên phía team Masport đây? Và chắc chắn là không rồi. 13 năm đến từ G2. Và round thi đấu tiếp theo sẽ là một key round dành cho các thành viên bên phía team Mouse. Chính xác. Cái match point còn cách G2 là 2 round thi đấu nữa thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa thể nói trước bất cứ điều gì cả. Đây sẽ là một round thi đấu full bài đến từ bên phía team Mouse Sport. Và cùng chờ xem nào, Wusik sẽ có một khẩu LP. Và đúng như vậy, Quick J bắn được một khẩu M4. Karagon cùng với vị trí Frozen sẽ là những người bắn cùng bom site A. Bom mình là khá đầy đủ đến từ bên phía team Mouse Sport thôi. Và bây giờ thì các thành viên bên phía team G2 Esports họ cần có bao nhiêu round thắng. Và nếu có bao nhiêu round thắng này, nó sẽ là sắt đào hoàn toàn luôn các thành viên bên Mouse Sport ở map pick của họ. Round thi đấu rất quan trọng. Nexa trên tay chỉ là một khẩu Mark 10 mà thôi. Và Nexa cũng chỉ còn cho mình khoảng 32 HP. Có thể thấy rằng cuộc chiến ở chuối luôn luôn rất quyết liệt. Chắc chắn sẽ có thương vong. Không liệt sĩ thì cũng phải thương binh. Và bây giờ thì bên phía team G2 Esports có vẻ như đang muốn quay ngược về khu vực bombsite A rồi. Ba người đang di chuyển trên lầu dành cho các thành viên bên phía G2. Bộ ba bombsite A của các thành viên bên phía Mouse đó chính là cái tên Chris J, vị trí của Wusik cũng như là Ropes. Và với khẩu ốp trên tay của Wusik, chúng ta cũng đều biết được cái tiềm năng của Wusik nó lớn đến như thế nào rồi. Ngay lập tức Wusik có cho mình bạn của KDS. Các thành viên của bên phía team G2 hơi vội vàng khi quả lửa vừa mới nổ thì họ đã di chuyển lên. Và Wusik đang có một tình huống repick nữa chăng? Bỏ trườn ra và trước mặt là Amanek. Amanek nếu mà nằm nó sẽ là phát hiện bom. Và Wusik nằm xuống rồi. Một tiếng kê góc cực kỳ thông minh đến từ vị trí của Jack. Và các thành viên bên phía team G2 họ đưa về cái sự cân bằng 4v4 ở trong round thi đấu này. Và cùng chờ xem nào, quyết định sẽ là đánh bom xe A chăng? Thời gian không còn lại là nhiều nữa dành về phía team G2 Esports. Bom xe B bên phía team Mouse họ vẫn chưa có tiếng bách về nào cả. Rob cùng với đó anh chàng đó là Frozen sẽ phải quyết dây, sẽ phải tự lo cho mình ở trong cục bom xe A mà thôi. Bắt đầu trả smoke vào rồi. Bây giờ thì các thành viên bên phía team G2 Esports sẽ cô lập đi vị trí của Chris J và Rose mà thôi. Thời gian không còn là nhiều. G2 cần phải nhanh chóng hơn. 13 giây và bây giờ thì bên phía team G2 vẫn chưa di chuyển vào. Đây rồi, quả flash rất trắng và Rose không thể làm được gì trong yếu vừa rồi. Chris J bị cô lập bởi dưới pit. Chris J hạ không được Hunter. Vẫn còn cơ hội nếu Chris J có thể giữ được pit, nhưng không rồi. Nexa bắt đi được Chris J thành công. Nexa còn một chấm máu. Và có vẻ như các thành viên bên phía team Mouse Sport sẽ rất khó để có thể retake được trong tình huống này. Có lẽ là quá khó thì đúng hơn. Nhưng bây giờ thì Karagon vừa đưa tình huống về, đó là 2v2 rồi. Nexa 10 HP. Amnex còn đó ở đây. Và các thành viên bên phía team Mouse Sport họ không có kit. Họ cần phải nhanh hơn nữa đi. Thời gian đã dần trôi đi. Bây giờ check góc trong bom sai. Và Karagon nằm xuống một cái mạng tiếp theo thuộc về Nexa. 14 round thắng ở thuộc về G2 Esports rồi. Có lẽ lần này sẽ không có tình huống comeback nào đến từ bên phía team Mouse Sport đâu. Nhưng mà đây sẽ là round thi đấu bên phía team Mouse Sport họ phải quyết định là up cho mình thôi. Sẽ không còn cơ hội dành cho họ nữa. 13 giây và bom sai. Và các thành viên bên phía G2 chỉ cần một quả flash chính xác thôi, họ đã làm được. Một quả flash mang thương hiệu của những người Pháp. Rất là chẳng luôn. Wusik có vẻ như hơi bức xúc. Khuôn mặt của Wusik đang thể hiện rất nhiều cảm xúc. Tuy nhiên thì các thành viên bên phía team Mouse Sport họ sẽ quyết định chơi cho OT. Không mua ở trong round thi đấu này. Chỉ là những khẩu Deagle mà thôi. Khá là bất ngờ. Tuy nhiên thì với những khẩu Deagle này Mouse Sport vẫn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng thật sự cơ hội là rất khó. Và đây là một tình huống sách 3 lầu đến các thành viên bên phía team Bounce. Họ sẽ bỏ ngay middle thôi. Và bây giờ thì Jack đang có tình bò trượt lên rồi. Quick J đang kê lại. Và liệu có mạng Quick J không đây? Với cái tình bò trượt này và thôi xong rồi. Quick J đã chết. Và Rob cũng vậy. Và đây có lẽ sẽ là cái match point dành bên phía team G2 chăng? Bây giờ thì Nessa bắt tay một Karagon nữa. Frozen đổi một mạng thôi. Wusik đây là một khẩu 5-7 trên tay. Frozen double kill rồi. Nhưng mà trên lầu A là 3 thành viên bên phía team G2. Họ đã di chuyển ở trong bom sai. Nhưng quan trọng là bom đang rơi. Vâng, và bây giờ thì bên phía team G2 sẽ nhặt lại quả bom này như thế nào đây? Nhưng không được rồi, Amadek đã bắt đi được Wusik. Đó là 15 năm dành cho các thành viên bên phía G2 Esports, 10 cái match point.
Và có lẽ chúng ta sẽ phải quyết định trận thi đấu này ở trong map thi đấu The Nook mà thôi. Đúng. Với 10 cái match point mà người Pháp còn để thua nữa thì nó là hơi khó. Cũng chờ xem nào. Có lẽ là một quyền time out tactical chăng? Khá là bất ngờ khi mà trận thi đấu này các thành viên bên phía Mount Sport gần như bị shut down hoàn toàn. Trong khi đó thì G2 với 10 cái match point này thì khả năng rất cao là chúng ta sẽ có cho mình map thi đấu đơn núc mà thôi. Và trong round thi đấu này chúng ta thấy là Frozen cũng lên AOP luôn. Vị trí đang ở trong khu bom site B, lần này thì bỏ lầu A đến từ bên phía Mount Sport rồi. Sẽ có tiếng bò trườn đến từ bên phía G2 luôn thôi. Liên tục có tiếng trả lửa rất nhiều đến từ bên phía Mount Sport để có thể giữ cùng banner này. Nhưng có thể thấy rằng là G2 Esports họ bỏ cho mình hai người khu lầu B, lầu A luôn. Và trong tình huống này các thành viên bên phía team Mount Sport sẽ để lại Frozen ở đây. Sẽ có một tiếng bắp bắp về đến từ vị trí của anh chàng Carrigan. Một xích vẫn là khẩu ốp ở mid nối. Các thành viên của bên phía G2 thì sao đây? Muốn bỏ hoàn toàn vực cuối rồi. Để lên chiến lại top mid. Ropes được kết thúc đi được Jack. Hunter đẩy ra đổi mạng. Bên phía team Mount Sport gặp khó rồi. Double kill dành cho Hunter. Kerrigan back về. Kerrigan hạ cũng được Hunter thành công. Bây giờ thì Kerrigan. Double kill dành cho vị trí của Kerrigan. Và cơ hội dành cho Mount Sport là vẫn còn. Nhưng Amadek vẫn đang bài tờ ở đây. Kerrigan có cho mình triple kill. Và Amadek làm được gì trong tiếng này đây? Frozen có biết hay không? Frozen có vẻ như đã đoán được điều gì đó rồi. Bây giờ thì Frozen một vết ba bom đang rơi, có lẽ đây sẽ là round thắng dành về Mount Sport thôi. Nhưng mà họ vẫn còn phải comeback là 9 cái match point nữa cơ. Và đây có lẽ là tiếng chim chăng và chúng ta cùng chờ đợi Frozen. Liệu... ôi, không có tình huống nào cả. Vâng, Frozen vừa rồi đã quay mặt đi rồi và Alex bắt buộc phải bóp cò mà thôi. Tuy nhiên thì quả bom đang rơi. Rất dễ dàng, Warsick kết thúc đi được mạng của Amadek. Match point đầu tiên đã được cứu dành cho các thành viên bên phía team Mount Sport rồi. Nhưng vẫn còn đến tận 7 cái match point dành cho các thành viên bên phía team G2 Esports. Rất nhiều, 7 cái match point. Nhưng mà không điều gì cụ thể. Chúng ta thấy ở map thì đông nhất rồi, map thứ hai. Nếu đến với lượt OT1 tôi nghĩ nó cũng là một điều rất bình thường. Nhưng mà đây là một trận thi đấu mà có sự góp mặt của G2 Esports. Lần này thì sẽ chỉ có một khẩu AWP dành cho Warsick mà thôi. Rope sẽ là Famat. Không còn khẩu ốp thứ hai nữa. Các thành viên của bên phía G2 Esports nếu chỉ để thua trong round thi đấu này thì họ sẽ bị ép vào thế Inco. Bây giờ thì lại là cuộc chiến ở khu vực Banana rồi. Các thành viên bên phía G2 Nexa chỉ có 61 HP và cả 5 người giữ ở chuối luôn. Liệu có phải là một tình huống đánh nhanh vào trong khu bom CB hay không đây? Mưa nét được trả vào. Vẫn đang nằm trong quả smoke đến từ Kerrigan nhưng Nexa cũng được 1-6 rồi. Bây giờ thì Kerrigan, cái gì thế này? Kerrigan chỉ đổi được một mà thôi. Ôi trời ơi. Nexa đã di chuyển được về City rồi. Bên đây có vẻ như sẽ là dấu chấm hết dành cho các thành viên bên phía team Mount Sport. Frozen đổi một nhưng Frozen sẽ bị chết bởi quả lửa của KDS. Và bộ đôi còn lại bên phía Mount Sport, Christian cũng là Ropes. Làm thế nào để vượt qua được Nexa đây? Và có vẻ như chúng ta sẽ có map thi đấu thứ 3 mà thôi. Đúng thôi. Một sự cố gắng rất nhiều đến từ bên phía G2 Esports và cái sự đền đáp đấy là sẽ là có rồi. Một round thi đấu phải nói họ bắn quá là tốt về phía C-Side cũng như T-Side. Rất bất ngờ. Và pick map cho nhau đến từ các thành viên bên phía G2 cũng như là Mount Sport. Tôi không hiểu là tại sao Mount Sport lại bị shut down hoàn toàn một cách có thể nói rằng khá là bạc nhược trong cái map thi đấu đúng vừa rồi. Chúng ta thấy là lượt thi đấu first half thì Mount Sport họ cũng đã có cái điểm nhấn, có những pha thi đấu highlight. Nhưng sang lượt thi đấu second half thì không, nó là câu chuyện của G2 Esports. Thật ra thì cảm giác các thành viên bên phía team Mount Sport thi đấu vẫn hơi dựa một chút vào những cái màn tỏa sáng của cá nhân. Và game thi đấu vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng các thành viên bên phía Mount Sport không có ai có thể tỏa sáng được cả. Và có lẽ là chúng ta sẽ phải quyết định ở trong map thi đấu thứ 3. Đó sẽ chính là map thi đấu The Nook mà thôi. These are those moments I don't think anybody else going to forget.